Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Trước mặt các bạn là một cái hệ thống tên lửa rất hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam các bạn ạ. Đó, hệ thống tên lửa này là có 4 quả tên lửa bị phóng tên lửa đấy. Cái hệ thống tên lửa này là đi kèm những cái hệ thống xung quanh, ví dụ như bên kia là radar này, đây là hệ thống phát điện này, bên này là xe chỉ huy anh nhỉ, bên trái này là xe chỉ huy đúng không anh? Dạ. Còn bên kia là đài radar thu phát. Chắc chắn là cái loại tên lửa này là rất nổi tiếng rồi các bạn ạ. Đây là hệ thống tên lửa phòng không S-125-2TM dùng để tiêu diệt tất cả các phương tiện chiến đấu tiến công đường không của địch trong tình huống nhiễu phức tạp, có thể chiến đấu độc lập hay trong thành phần cụm phòng không, được kết nối với tất cả các loại đài radar và các tổ hợp S-125 tương tự. Số lượng các kênh mục tiêu là 2, số lượng ranh tên lửa là 2, vận tốc cực đại là 900 m/s, vận tốc cực đại của mục tiêu khi bắn đuổi là 300 m/s, độ cao cực đại của mục tiêu trên không bị bắn là 25 km, cự ly cực đại phát hiện mục tiêu là 100 km các bạn ạ. Có thể bám sát và bắn đồng thời đến 2 mục tiêu, tiêu diệt các mục tiêu với vận tốc đến 900 m/s, tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao đến 25 km, tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách đến 35,4 km. Đó, đây là cái hệ thống phòng không rất hiện đại. Chúng ta ngắm một tí nhé các bạn. Nhìn quả tên lửa này, quả đạn tên lửa các bạn này. Đấy, có những cái cánh tên lửa này. Đó, rất đẹp các bạn ạ. S-125. Các anh bộ đội. Đây là hệ thống radar anh nhỉ? Hệ thống radar đấy. Cái xe kia là xe cấp nguồn điện. Xe kia là xe chỉ huy các bạn ạ. Xe bên cạnh xe cấp nguồn điện là xe chỉ huy. Hệ thống tên lửa ấy là phải có cả tên lửa tầm thấp, phòng không tầm thấp, phòng không tầm trung và phòng không tầm cao các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé.